Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại Việt Nam Motor Show 2018. Và đây là chiếc siêu xe nổi bật nhất triển lãm này. Đây là chiếc xe đua F1 của đội đua Red Bull Toro Rosso. Đây là mẫu xe đua F1 của mùa giải 2017-2018. Đây là mẫu xe đua F1 sử dụng động cơ do Honda phát triển. Chiếc xe đua F1 này sở hữu tông màu chủ đạo là màu xanh dương, kết hợp cùng dải đỏ đặc trưng của thương hiệu Honda. Cùng với đó là hình ảnh quen thuộc của chú bò tót. Động cơ của xe là loại tăng áp 1,6 lít V6. Xe này cho công suất tối đa lên đến tầm 1.000 mã lực. Sở dĩ động cơ dung tích nhỏ có thể đạt được sức mạnh trên là nhờ hai điều. Thứ nhất là động cơ này có thể hoạt động ở dải tua cao nhất lên đến 15.000 vòng trên phút. Ngoài ra nó còn được hỗ trợ bởi một động cơ điện của hệ thống phục hồi động lượng. Hộp số của chiếc F1 này là loại tuần tự 8 cấp. Hộp số này chỉ phổ biến trên những mẫu xe đua và gần như ít xuất hiện trên những mẫu xe bán ra thị trường. Hệ thống treo của xe được làm chủ yếu từ những vật liệu carbon composite với mục tiêu là giảm trọng lượng. Theo như mình được biết thì mẫu xe này với chi phí phát triển của một chiếc xe đua F1 là khoảng 10 triệu đô. Nếu ước tính quy đổi ra tiền Việt thì đâu đó vào khoảng hơn 220 tỷ đồng. Một con số quá khủng cho một chiếc xe đua F1. Và thêm một thông tin nữa là trong một mùa giải thì mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này là vào khoảng hơn 500.000 đô. Vào hồi tháng 5 năm 2018 thì đội đua Red Bull cũng đã đưa hai mẫu xe đua F1 về Việt Nam và chạy biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lòng quay lại lần này, chiếc xe F1 mới đánh dấu sự phát triển của đội Red Bull và thương hiệu Honda. Và năm 2018 cũng là năm đầu tiên Honda